Khi mà mới ra làm kinh doanh á mấy bạn, thì thường á mình không có biết mình kinh doanh gì, thì cái đầu tiên á mình tiếp cận á, kinh doanh là thường mình làm những cái mình biết. Thì hồi xưa mình ra trường á thì mình là học ngành về điện lạnh mấy bạn, là làm giống như tủ lạnh, máy điều hòa rồi đó. Thì mình học cái ngành đó, thì mình ra trường á mình làm sản xuất ống gió bạn, mình đi xin việc á, sản xuất cái ống thông gió để nó phục vụ, nó cung cấp cái gió lạnh trong mấy cái tòa nhà á, cho mình mát, vì tòa nhà nó lớn nó không có thể xài máy lạnh như cái phòng nhỏ nhỏ mình được, nó phải dùng cái đó. Thì á mình ra mình kinh doanh là mình đi cái mình biết các bạn, mình biết là mình đã từng đi làm cái sản xuất ống gió đó. Đó, thì mình kinh doanh ban đầu mình là cái biết, chứ mình không kinh doanh cái khác được mà, vì cái khác nó làm cho mình mơ hồ quá, mình không có kinh doanh được. Thì cái đầu tiên là mình phải kinh doanh cái mình biết đó. Cái thứ hai, mình xem thử cái thị trường đó, nó đang cái vướng mắc gì, cái nỗi khổ của họ là gì, cái mong muốn của họ là gì, và họ ở đâu. Thì mình ra làm ông gió thì mình biết về ông gió thì mình sẽ biết được mấy cái này đó. Cái đó là nó nói lên cái mình biết. Thì mình biết là họ muốn mua ống thông gió là muốn mua lẻ, mua một cái, mua hai cái, số lượng nó là ít. Và là cái đó mà không có ai cung cấp, nên cái đó là cái vướng mắc của họ mấy bạn. Mấy bạn mà muốn mua cái này là phải vô nhà máy, mà vô nhà máy đơn hàng nó phải lớn đó, nên cái đây là một cái vướng mắc thị trường mà mình nhận ra được thông qua cái mình biết đó. Đây là cái vướng mắc của họ, cái nỗi khổ của họ, và họ tìm không có ra, họ đi đặt là không có ra đơn mà 5 triệu 10 triệu. Hồi hồi năm 2017 là mình nói với bạn là đi đặt cực lắm, không có đó, và giá lại cao nữa đó. Thì cái đó là cái vướng mắc, cái nỗi khổ mà ở thị trường nó đang có và mình nhận ra được. Thì mình lấy lên là à, mình sẽ đi ra phục vụ cái này đó. Và cái mong muốn của họ là gì mấy bạn, là bởi vì họ là họ họ là người nhỏ lẻ đúng không đó, thì cái mong muốn của họ là phải càng nhanh đúng không, mua ít mà càng nhanh, và nó phải gần với khu vực của họ đó. Thì đây nó trả lời cho mấy bạn biết là họ muốn gì và họ ở đâu. Họ ở là gần nơi họ ở và gần nơi họ thi công, hai cái địa điểm đó nó quyết định đến cái vị trí mà khách hàng của bạn nó ở đó. Đó đó, thì khi mà mình biết cái hai cái câu hỏi này rồi, thứ nhất là biết, mình biết kinh doanh cái mình biết, thứ hai là xem thị trường vướng mắc gì, đây là cánh cửa mà bạn bước vào rồi để bạn kinh doanh đó. Rồi tiếp theo mấy bạn phải biết được cái số lượng khách hàng này là bao nhiêu đó. Cái này gọi là dung sa thị trường các bạn, để bạn dự phóng được cái doanh thu tối đa của cái mô hình kinh doanh của mấy bạn không? Để mấy bạn coi thử nó có thơm bơ không, cái miếng này có thơm bơ không, rồi mấy bạn xem thử mình đáp ứng bao nhiêu phần trăm, mình đang chiếm bao nhiêu phần trăm của thị trường đó, để mình coi thử coi nó đủ để cho mình làm không, mở ra không. Chứ mà mấy bạn mà không biết số lượng khách hàng bao nhiêu á thì nó cũng rủi ro lắm, mấy bạn đầu tư nhiều cuối cùng không có khách mua đó. Rồi mấy bạn xem thử là mình chiếm bao nhiêu phần trăm và có bao nhiêu người đang cung cấp giống mình, họ nhận ra cái khó khăn thị trường này, cái ngách này, cái lối đi riêng này, cái tệp khách hàng này đó, thì mình coi thử có bao nhiêu cạnh tranh. Thì bạn khảo sát đó, thì muốn khảo sát cái này á là mấy bạn phải đóng vai là bạn phải người đi mua hàng. Hồi trước mình đóng vai là người đi hàng đúng không, thì để mà vì mà giảm rủi ro xuống á,
mấy bạn lấy cái báo giá, bạn muốn mua cái này, mua một cái hay cái này, bạn đi hỏi đó. Thì mình hồi xưa mình lên mạng mình search, lên Google á, mình search các nhà cung cấp xung quanh và mình hỏi giá, và mình án chừng được vài nhà cung cấp mình biết không, nó đại khái vài thôi, vài cái nơi mà nó phổ biến đó, là bạn biết được nhiều nhà cung cấp, để mà bạn biết được đối thủ cạnh tranh, bạn biết được giá bán bao nhiêu đúng không, và khả năng đáp ứng được những cái khó khăn vướng mắc mà lúc trước bạn đề ra hay không. Thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu là mua lẻ được không, mua ít được không, cần nhanh 1-2 ngày được không, đúng không, và cứ gần nơi họ sinh sống không đó. Rồi ôi, khi mình biết mình đang ở đâu rồi á, thì mình xem thử nguồn lực hiện tại của mình như thế nào. Thì nguồn lực của mình ban đầu á là chỉ có kiến thức, thứ hai là kinh nghiệm mấy bạn, thứ ba là mối quan hệ thôi, mình có ba cái này thôi. Mình chưa có đối tác, mình chưa có vốn, vốn ở đây là tiền đó mấy bạn, nguồn nguồn tiền á, mình chưa có tiền đó. Thì mình ban đầu mình chỉ có kiến thức này, là mình biết cái đó, biết một cách mơ hồ trước, nhưng là ít ít ra mình biết cái mà mình hướng đến. Rồi kinh nghiệm của mình xem thử mình đã được trải qua nhiều chưa. Rồi mối quan hệ của mình, thì mối quan hệ ban đầu đây là chỉ bạn bè và đồng nghiệp thôi đó. Rồi mình cần làm tiếp gì, đó là mình đi tìm đối tác, mình huy động vốn mấy bạn. Có đối tác rồi, đối tác ở đây là những người cung cấp sản phẩm cho mấy bạn, những người hợp tác với bạn để mình huy động vốn đó, rồi mình mượn vốn của người ta, mượn vốn bằng cách là mình mua nợ đó mấy bạn, nợ 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày đó. Rồi khi mà mình đó, mà qua giai đoạn tồn tại rồi á, để mà phát triển á, để mà được mở rộng á, thì mấy bạn đụng tới cái nguồn vốn gọi là vốn vay đó, mấy bạn vay để mấy bạn tận dụng những cái cơ hội mấy bạn. Cơ hội à, giống như là mình mua hàng giảm giá, mình nhập nguyên liệu mà giá rẻ mà mình đâu có tiền đâu, mình phải cần dùng vốn vay, hoặc là mình tuyển thêm người để mình xây dựng nguồn lực, mình chuẩn bị trước, mình đón đón đầu cái cơ hội mấy bạn đó, thì mình dùng vốn vay. Rồi cái cuối cùng là mình đánh giá lại hàng năm và mình nhìn về phía trước, mình coi mình thiếu cái gì, cái tầm nhìn của mình đó, để mình thiếu cái gì mình xây dựng, rồi mình xây dựng lên cái kế hoạch và mình làm. Cái đó là một cái chu trình, cái mô hình kinh doanh hồi xưa mấy bạn, mà cách đây là năm 2016 17 á, mình đi ra làm đó. Thì sẵn đây mình muốn chia sẻ mấy bạn, để mấy bạn mà muốn ra làm kinh doanh á, thì mấy bạn biết mấy bạn bắt đầu từ đâu và mấy bạn cần làm gì cho những năm tiếp theo.